Xin đảm kính chào quý khán thính giả, tôi là Đỗ Thái Nhiên, chương trình Bình luận Thời Sự của VNE TV. Chương trình này được phát hình trực tiếp trên Facebook, YouTube ngày thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ tối, sau đó được trình chiếu trên VNE TV, Orange County 57.3 San Jose 16.10 ngày thứ hai lúc 10 giờ 30 sáng kính mời quý khán thính giả đón theo dõi kính thưa quý khán thính giả bình luận thời sự số 1 có tựa đề Mỹ sẽ tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 đánh dấu hỏi kính thưa quý khán thính giả à, cuối tựa đề là một dấu hỏi ý muốn nói à, sự việc à, Mỹ à, có thực sự tẩy chay Thế vận hội mùa đông 22 của Trung cộng hay không À, điều này Hoa Kỳ trả lời đang tham khảo ý kiến của các quốc gia đồng minh à, chưa có quyết định dứt khoát. Mặc dù chưa có quyết định dứt khoát, à, tin từ đài Voa ngày 7 tháng 4 cho biết Trung cộng đã đưa ra cảnh báo Hoa Kỳ chớ có tẩy chay Thế vận hội mùa đông. À, bên phía Hoa Kỳ dĩ nhiên người ta trả lời à, đây chỉ là một vấn đề Hoa Kỳ đang tham khảo ý kiến. À, chưa đưa ra một quyết định à, dứt khoát, Sở dĩ à, có vấn đề Hoa Kỳ đặt à, câu hỏi là Hoa Kỳ có nên tẩy chay Thế Vận Hội mùa đông hai mươi của Trung cộng hay không? Bởi vì à, có một số quốc gia, đặc biệt là các cái tổ chức à, quốc tế nhân quyền à, kêu gọi à, tẩy chay à, Thế Vận Hội mùa đông của Trung cộng à, nhằm à, gây áp lực buộc trung cộng phải tôn trọng nhân quyền và nhân quyền ở đây là thứ nhất là trung cộng phải ngưng không uh, tiếp tục phạm tội ác uh, hủy diệt chủng tộc đối với dân tộc duy ngô nhĩ ở tân cương uh, thứ nhì là uh, trung cộng phải uh, tạo điều kiện để hồng kông trở lại uh, quy chế tự trị có dân chủ nhân quyền như Trung Cộng đã cam kết với nước Anh năm 1997 khi Anh quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Cộng. Đó là lý do chính tại sao có sự việc quốc tế đang đặt dấu hỏi có nên tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 của Trung Cộng hay không. Lý do đầu tiên mà Trung Cộng bác khước sự việc Hoa Kỳ và quốc tế đang toan tính, tôi dùng chữ toan tính thôi, chưa phải là quyết định tẩy chay Thế vận hội mùa đông 22 là trung cảo yêu cầu các quốc gia đừng tránh trị hóa vấn đề thể thao. Đó là lý do thứ nhất. Trung cảm bảo rằng thể thao là thể thao, tránh trị là tránh trị. Xin quý vị đừng tránh trị hóa thể thao à uh, quyết định vừa rồi của trung cộng uh, nghe thoáng qua uh, có vẻ hợp lý tuy nhiên câu hỏi đặt ra thế nào là chính trị kính thưa quý khán thính giả chính trị chẳng qua là tất cả mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội gọi chung là chính trị nhìn một cách uh, tổng quát hơn mối liên hệ giữa con người với con người là gì là mối liên hệ giữa nô lệ và chủ nô, mối liên hệ giữa uh, triều đình phong kiến với uh, thần dân, mối liên hệ uh, giữa các gia đì độ độc tài với xã hội uh, bị cai trị. Hay nói chung lại là mối liên hệ thống trị và bị trị. Tăng mối liên hệ thống trị và bị trị thì có uh, có hai ý nghĩa của chính trị. Uh, ý nghĩa thứ nhất của chính trị là một cá nhân một tập thể bằng đủ mọi cách làm thế nào nắm quyền cai trị xã hội để vinh thanh vị gia à, à, để uh, sống đế vương uh, trên đời sống um, cùng cực của xã hội đó là ý nghĩa thứ nhất của chánh trị ý nghĩa thứ nhì của chánh trị là có những người không chấp nhận xã hội uh, sống theo kiểu thống trị và vị trị có những người không chấp nhận độc tài cai trị xã hội, có những người đòi hỏi xã hội phải được điều hành theo kiểu uh, vận hành của một nguồn uh, máy không có thống trị và bị trị nhưng nguồn máy vẫn, vẫn 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 hoạt động vẫn uh, vận chuyển một cách hoàn toàn ổn định. Những người làm chính trị nhằm xây dựng một xã hội uh, người hơn uh, văn minh hơn người ta gọi đó là tránh trị cách mạng. Chánh trị cách mạng là gì? Chánh trị cách mạng là những người có tư tưởng cách mạng, xây dựng một xã hội người hơn, công bằng hơn, hạnh phúc hơn. Muốn như vậy, những người làm cách mạng cần phải có quyền lực, quyền lực đó là chánh trị. Vậy thì chánh trị nguyên nghĩa thứ hai, nó là cánh tay phải của cách mạng. Người nào uh, làm chánh trị nhưng không có tư tưởng cách mạng, không có lý tưởng cách mạng, người đó chỉ là uh, chánh trị sôi thịt. Và cái chánh trị mà Trung Cộng đề cập tới chính là chánh trị sôi thịt mà các đảng cộng sản, đảng, đặc biệt là cộng sản tàu và cộng sản Việt Nam là chính trị số thịt hay chính trị cách mạng Thưa rằng điều kiện tiên quyết của chính trị cách mạng là nguồn máy cầm quyền phải do người dân bầu ra, cái chính trị cách mạng phải là chính trị chính danh, phải là chính trị do ý dân Cộng sản Việt Nam cũng như cộng sản tàu, nguồn máy chính trị mà họ uh, họ 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 khống chế chính là một cái kết quả của hành động gọi là cướp chính quyền chánh trị cộng sản việt nam cũng như chánh trị cộng sản trung hoa là chánh trị không chính danh là chánh trị không truyền thống cho nên khi bảo rằng đừng chớ chánh trị hóa thể thao thì phải hiểu rằng nếu chánh trị hiểu theo nghĩa vinh thanh vị gia thì chớ chánh, chớ chánh trị hóa thể thao nhưng nếu hiểu chánh trị là cánh tay phải của cách mạng thì chánh trị có quyền gây áp lực trên bất kỳ sinh hoạt chánh trị nào, sinh hoạt xã hội nào, có thể gây áp lực trên thể thao, trên giáo dục, trên giải trí, trên vật hành văn học nghệ thuật với điều kiện áp lực đó nhằm đòi hỏi để tiến tới một xã hội người hơn, công bằng hơn. Cái cái thứ hai là trước cái phong trào trước cái dư luận đòi hỏi là tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 thì bên phía vận động viên đưa ra một ý kiến rằng là có hàng ngàn vận động viên không vì lý do chính trị mà gây thiệt hại cho vận động viên dĩ nhiên những vận động viên này đã hiểu chính trị theo nghĩa chính trị sôi thịt còn chánh trị hiểu theo nghĩa cách mạng thì quyền lợi của vận vận động viên không là gì không đáng kể gì so với quyền được tồn tại của chủng tộc duy ngô nhĩ tân cương một bên là quyền tồn tại của chủng tộc duy ngô nhĩ tân cương một bên là quyền trình diễn của các hàng ngàn các vận động viên thì rõ ràng quyền tồn tại của duy ngô nhĩ à, quyền à, quyền chống lại à, cái tội hủy um, diệt chủng tộc của trung cộng đối với Duyên người nhĩ là quyền ưu tiên hơn, uh, cao cấp hơn và uh, nặng nề hơn. thì nói tóm lại lời uh, uh, kêu gọi uh, chớ tẩy chay thế vận hội với lý do chớ chính trị hóa thể thao uh, đã bị bẻ gãy bởi lý luận rằng chính trị có hai nghĩa và nghĩa th th thứ hai chánh trị là cánh tay phải của cách mạng thì cái sự việc chánh trị là cánh tay phải của cách mạng thì đương nhiên chánh trị có quyền can dự vào bất kỳ lĩnh vực nào của xã hội với điều kiện sự can dự đó nhằm gây áp lực để tiến tới một xã hội người hơn và công bằng hơn à, vấn đề thứ thứ hai là vấn đề quyền lợi của vận động viên quyền lợi của vận động viên có đó vận động viên có quyền tự do uh, trình diễn ở trong các uh, thế hình hội tuy nhiên cái quyền và động viên trong các thế vận hội và quyền tồn tại, quyền chống lại à, tội ác hủy diệt chủng tộc của à, sắc tộc chuyên ô nhị phải được cao cấp hơn, phải được ưu tiên à, tôn trọng hơn. Bây giờ à, trở lại với vấn đề à, có nên à, tẩy chay à, thế vận hội mùa đông hay không? Sự thực sự thực ra à, trong xã hội quốc tế cũng như trong xã hội à, quốc gia một quyết định có liên hệ tới toàn bộ xã hội nó liên hệ tới nhiều yếu tố khác nhau sự việc tẩy chay thế vận hội hay không nó không đơn thuần chỉ liên hệ tới cái quyền sinh hoạt quyền tồn tại của chủng tộc duy ngô nhĩ nó cũng không đơn thuần dựa vào yếu tố quyền của vận động viên mà nó còn có nhiều yếu tố khác nhiều yếu tố khác đó là gì nhiều yếu tố khác đó là một quyết định tuy hợp lý nhưng nếu quyết định đó làm cho xã hội quốc tế gặp trở ngại lớn hơn thì những quyết định đó cần phải xét lại và thế nào làm trở ngại lớn hơn tức là nếu do cái sự tẩy chay thế bình hội nó, nó, nó làm cho xã hội quốc tế trở nên chia rẽ trầm trọng hơn nó làm cho hoạt động kinh tế của hội quốc tế gặp vô vàn khó khăn thì tất cả những khó khăn đó cần phải được cứu xét một cách thận trọng. nói như vậy để thấy rằng sự việc Mỹ có nên tẩy chay thế vận hội 20-22 hay không là một việc cần phải cân đo một cách cẩn thận, một cách nhiều mặt. Nhiều mặt đó là gì? mặt an ninh, mặt văn hóa, mặt bang giao quốc tế À, mặt à, kinh tế thương mại vân ban mỗi một mặt như vậy người ta gọi là một nguyên vì vậy người ta bảo rằng sinh hoạt xã hội là sinh hoạt đa nguyên và cái sinh hoạt chính là mối liên hệ giữa uh, giới cai trị và người dân uh, bị trị phải là mối liên hệ đa nguyên bởi vì bản chất của xã hội là đa nguyên liên hệ đa nguyên giữa thống trị và bị trị biến thành uh, một uh, À, một liên hệ hài hòa hơn Không có vấn đề thống trị và bị trị nữa Khi xã hội đi vào Dân chủ đa nguyên Dân chủ đa nguyên có nghĩa là Không có một nguyên nào uh, Trở thành thống trị Không có một nguyên nào là bị trị Mà các nguyên phải vận hành với nhau Một cách điều hòa ổn định Như các cơ phận Của một nguồn máy Đó là chân ý nghĩa Của uh, dân chủ đa nguyên Kính thưa quý khán thính giả đề tài bình luận số 1 tới đây là chấm dứt à, xin quý khán thính giả đừng rời máy chúng tôi sẽ trở lại với quý khán thính giả sau vài phút quảng cáo kính thưa quý khán thính giả à, bình luận thời sự số 2 có tựa đề Trung Cộng và chiến tranh nhân dân trên biển à, rõ ràng à, trong à, những năm vừa qua à, Trung Cộng đã không giấu giếm cái à, quyết tâm à, chiếm à, biển đông thành một ao hồ riêng của Trung Cộng. Và càng về sau, đặc biệt là tin tức thời sự trong thời gian gần đây cho thấy rằng Trung Cộng đã áp dụng một chiến thuật trên biển gọi là chiến thuật chiến tranh nhân dân trên biển. Chiến thuật này gồm hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, à, khi muốn chiếm một vùng biển nào đó, à, thì Trung Cộng biến vùng biển đó à, trở thành một vùng xám, À, vùng xám ở đây là à, Trung Cộng bảo rằng đây là vùng tranh chấp, à, Một vùng biển à, thuộc à, một hay hai quốc gia à, đang à, điều hành ổn định à, dưới luật biển quốc tế năm 1982. Bỗng dân à, Trung Cộng nhảy vào bảo rằng đây là biển của Trung Cộng. Từ đó à, vùng biển đang ổn định do à, sự xác nhận phi lý của Trung Cộng đã trở thành một vùng xám. Vùng xám là gì? Vùng xám là vùng không chiến tranh, không hòa bình, nhưng có thể xảy ra bất kỳ biến cố nào. Khi đã tạo ra à, vùng xám rồi, thì bây giờ à, Trung Cộng áp dụng nhiều à, chiến thuật khác nhau để biến vùng xám thành vùng biển của Trung Cộng. Cái à, phương pháp mà Trung Cộng à, thường dùng, tức là chiến thuật à, bắt cải À, phương pháp này Trung Cộng đã dùng để chiếm à, cái bãi, ca, à, bãi bãi đá Scarborough của Philippines năm 2012. Chiến thuật bóp cải là một chiến thuật trong đó à, Trung Cộng điều à, dân quân biển, tức là ngư phủ của Trung Cộng à, được à, trang bị vũ khí quân sự à, gọi là dân quân biển. Thì Trung Cộng cho dân quân biển à, bao vây à, vùng Scarborough. Uh, trong cùng uh, sát với Scarborough là dân quân biển bên ngoài dân quân biển thì trung cộng uh, cho cảnh sát biển canh chừng để bảo vệ dân quân biển và bên ngoài cái vòng dân quân biển thì trung cộng cho hải quân trung cộng để bảo vệ dân quân biển với ba cái lớp đó người ta gọi là ba lớp bắp cải với ba lớp bắp cải đó uh, phi tân không đủ hải quân không đủ nhân lực không đủ nhân sự để xuyên thủng ba lớp bắp cải đó nhằm chiếm lại Scarborough với thời gian thông qua chiến thuật bắp cải Scarborough đương nhiên trở thành vùng biển do uh, Trung Cộng uh, nắm giữ đó là chiến thuật Scarborough một chiến thuật khác còn gọi là Slammy Slide tức là chiến thuật uh, cắt lát xúc xích tức là Trung Cộng dùng cái phương pháp À, chiếm biển từ từ kiểu như à, tầm anh dâu cái à, um, kỹ thuật thứ ba tức là muốn chiếm một cái địa điểm nào đó trên biển thì à, Trung Cộng tạo ra một cái hành vi à, để cho quốc tế phải đứng trước một sự kiện đã rồi, à, chẳng hạn Trung Cộng huy động dân quân biển tức là huy động à, ngư phủ Trung Cộng chiếm một à, vùng biển nào đó, qua một đêm sáng hôm sau vùng biển đó À, trở thành biển của Trung cộng và sự việc đó trở thành một sự việc à, đã rồi tất cả những điều vừa kể à, cho chúng ta hiểu thế nào là chiến tranh nhân dân trên biển chiến tranh nhân dân trên biển tức là chiến tranh dựa vào đông nhân số đông đảo của ngư phủ Trung cộng để chiếm giữ những vùng biển mà Trung cộng muốn biến cái biển đó thành biển của Trung cộng và Dĩ nhiên À, những cái mục tiêu của chiến tranh nhân dân trên biển nó uh, chỉ là những mục tiêu uh, để 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 từng bước một nó có nhiều trận địa chiến tranh nhân dân biển sẽ biến toàn bộ biển đông trở thành biển của Trung cộng. Bây giờ uh, làm thế nào uh, chúng ta có thể đương đầu được với uh, chiến tranh nhân dân ở trên biển của Trung cộng thì uh, câu hỏi này làm cho chúng ta nhớ tới cái biến cố um, chiếc uh, tàu Hải Dương 981 đã xâm nhập uh, hải phận của Việt Nam năm 2014. Lúc bây giờ Việt Nam đã đưa ra các phương pháp sau đây: thứ nhất, uh, đưa ra tố cáo trước uh, dư luận quốc tế là Trung Cộng xâm chiếm biển của Việt Nam; thứ nhì, uh, Việt Nam huy động uh, ngư dân, người huy động hải quân để giăng co trên thực địa để cho thế giới thấy rằng biển của Việt Nam đang bị Trung cộng xâm lấn. Thứ ba, Việt Nam gửi kiến nghị lên Liên Hợp Quốc tố cáo hành động chiếm biển của Trung cộng. Thứ tư, Việt Nam mời báo chí quốc tế tới hiện trường để quay phim, chụp hình, lập bằng chứng tại hiện trường về sự việc trung cộng xâm lăng biển của Việt Nam. Đây là một cái giải pháp mà Việt Nam đưa ra nhằm cản cái sự việc tàu Hải Dương 981 năm 2014 đã xâm lấn vào biển của Việt Nam. Tuy nhiên đây chỉ là những cái giải pháp có tính cách tự vệ nhưng mà chỉ có hiệu lực ở một chân mực nào đó bây giờ về phía Hoa Kỳ trước cái sự việc gọi là chiến tranh nhân dân biển thì Hoa Kỳ nên làm gì để chống lại sự việc Trung cộng đang âm thầm từng bước một biển biển Đông thành biển của Trung cộng thứ nhất Hoa Kỳ nên đẩy mạnh cái hợp tác cảnh sát biển giữa các quốc gia ở vùng Đông Nam Á, bởi vì uh, trung cộng với danh uh, nhân, nhân số đông đảo, cho nên uh, trung cộng thừa khả năng để tổ chức một lực lượng uh, nhân dân biển đông đảo, uh, bù lại các quốc gia ở vùng Đông Nam Á uh, phải kết hợp với nhau thì mới có được một lực lượng gọi là uh, nhân dân trên biển. Tuy nhiên, nhân dân trên biển uh, dù có tổ chức uh, um, mạnh mẽ cỡ nào thì nhân dân trên biển của Đông Nam Á không thể nào so với nhân dân trên biển của Trung Cộng so về mặt à so về mặt nhân số. À, Hoa Kỳ cũng sẽ nên à, hỗ trợ à, cho các à, quốc gia ở Đông Nam Á máy bay không người lái để à, trinh sát, để xua đuổi à, mỗi khi à, à, khám phá ra à, lực lượng của Trung Cộng xâm chiếm một nơi nào đó ở trên. À, ở trên biển Đông. đặc biệt đối với Việt Nam và Philippines Tân Hoa Kỳ nên tích cực giúp đỡ hai quốc gia này xây dựng dân quân biển một cách ổn định và bền bỉ. Sự việc Việt Nam hợp tác với Philippines để xây dựng một dân quân biển vững chắc và ổn định. Đây là một đề nghị đọc qua có vẻ dễ thực hiện nhưng mà trong thực tế điều này À, trở nên vô cùng khó khăn bởi vì ông tổng thống Philippines là ông uh, Duterte um, có lập trường uh, thay đổi bất chợt uh, nay uh, thanh Trung Quốc, mai thân Mỹ cho nên uh, cái sự việc uh, Việt Nam hợp tác với Philippines để xây dựng một lực lượng uh, dân quân biển uh, là một việc làm um, tương đối khó khăn uh, kể cả khi Hoa kỳ uh, chi uh, chi tiêu uh, những hỗ trợ tài chính cần thiết uh, mặt khác thì Hoa Kỳ phải nói Hoa Kỳ hoặc là hải quân Hoa Kỳ uh, chưa am hiểu uh, một cách tường tận uh, thế nào là uh, dân quân biển và thế nào là chiến tranh uh, nhân dân trên biển của Trung cộng điều này Hoa Kỳ uh, cần phải nghiên cứu thêm để đưa ra những phản ứng uh, những phản ứng thích nghi kính thưa quý khán thính giả, tất cả những giải pháp vừa kể thứ nhất nói lên những âm mưu ma quỷ của Trung Cộng trong cái gọi là chiến tranh nhân dân trên biển nhằm chiếm biển đông. Các cái giải pháp mà Việt Nam và các quốc gia như Philippines đưa ra nó chỉ là những giải pháp tạm bỡ. Ngay cả khi Hoa Kỳ muốn giúp đỡ các quốc gia chống lại cái chiến thuật gọi là chiến tranh nhân dân trên biển. Hoa Kỳ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và những giải pháp được đề ra, nó cũng là những giải pháp có giá trị hết sức tương đối. Bây giờ, làm thế nào để cho Biển Đông ổn định, làm thế nào để cho cái gọi là giấc mơ Trung Hoa không là một cái sự việc thực hiện âm mưu giúp Trung Hoa chiếm lĩnh toàn thế giới mà chiếm Biển Đông nó là một trong những mục tiêu đầu tiên. Như chúng ta đã biết, dân số Trung Hoa tới một tỷ rưỡi, một tỷ, một tỷ tư dân. Và với dân số này, khi có chiến tranh ở trên bộ, thì Trung Cộng áp dụng cái gọi là chiến thuật biển người. Khi đánh nhau ở trên bộ, thì Trung Cộng dùng chiến thuật biển người. Điển hình như Trận chiến Điện Biên Phủ của Việt Nam dưới thời Pháp thuộc năm 1954, Trung Cộng đã áp dụng chiến thuật biển người để giúp Cộng sản Việt Nam chiến thắng nước Pháp trong trận đánh Điện Biên Phủ. Chiến thuật biển người, Trung Cộng làm cố vấn cho Cộng sản Việt Nam, cũng đã dùng chiến thuật biển người để đánh phá những đồn lũy của Việt Nam Cộng Hòa trước 75 Chiến thuật biển người là chiến thuật, dùng sát chết người, à, dùng à, dùng sinh mạng của con người để để chiếm cho bằng được à, mục tiêu, còn quyền sống của con người, à, quyền tồn tại của con người không phải là một điều đáng kể. À, trên à, trên bộ thì trung cộng áp dụng à, à, biển người à, ở dưới biển, thì trung cộng áp dụng chiến tranh nhân dân biển. À, nói chung lại à, chiến thuật biển người hay là chiến tranh nhân dân biển. Đều là những trận đánh, đánh Gọi là lấy thịt đàn người Khi lấy thịt đàn người rõ ràng Coi mạng sống của con người không đáng kể Và chiến thuật lấy thịt đàn người Là một chiến thuật hoàn toàn Chống lại nhân loại Vấn đề đặt ra Làm thế nào để chấm dứt Cái tệ nạn chiến thuật biển người Tệ nạn chiến đánh nhân nhân trên biển Không gì khác hơn là bàn cờ thế giới Phải thay đổi Luật lệ thế giới phải thay đổi Trong đó phải thay đổi tổ chức liệp quốc từ từ từng bước một chúng ta mới thấy được thế nào là thế ổn định khi uh, Trung Quốc được hợp lý hóa về mặt uh, dân số kính thưa quý khán thính giả bình luận thời sự số 2 tới đây là chấm dứt xin uh, quý khán thính giả đừng rời máy chúng tôi sẽ trở lại với quý khán thính giả sau vài phút quảng cáo kính thưa quý khán thính giả uh, đề tài bình luận thời sự số 3 có tựa đề Tại sao người Trung Quốc im lặng trước bất công? Đây là một vấn đề mà chúng ta thường thấy ở các chế độ cộng sản, đặc biệt là người dân dưới chế độ cộng sản Việt Nam và người dân dưới chế độ Trung Cộng thường khi gần như không quan tâm tới những bất công của xã hội. Vấn đề đặt ra là tại sao có sự việc này và làm thế nào để người người dân bao giờ cũng sẵn sàng đứng lên để giúp đỡ những người là nạn nhân của sinh hoạt bất công trong xã hội. À, đối với xã hội Trung Quốc thì người ta đưa ra nhiều lý do khiến cho người à, Trung Quốc thường khi giữ im lặng trước mọi bất công. Lý do thứ nhất là trung cộng à, bóp méo tin tức, à, nhồi sọ quân chúng à, để cho à, quân chúng nhìn vấn đề. À, và không thấy rằng đó là vấn đề bất công, đó là đó là một vấn đề ở ở thượng à, muốn như vậy thì à, trung cộng áp dụng một chính sách truyền thông gọi là chính sách à, Pavlov chính sách Pavlov à, bắt nguồn từ cái, cái việc thí nghiệm của bác sĩ Pavlov cuộc thí nghiệm này à, bác sĩ Pavlov à, nuôi một con chó à, và tới giờ à, cho chó ăn thì à, à, người nuôi chó À, lắc chuông, à, tiếng chuông và chó ăn nó diễn ra cùng một thời gian tại cùng một địa điểm với một thời gian dài cứ cho chó ăn thì có tiếng chuông, Tâm lúc nào đó vào giờ đó tại địa điểm thường lệ à, người ta vẫn lắc chuông nhưng không có thức ăn à, bác sĩ thú y được mời tới à, khám nghiệm à, cơ thể của con chó qua cái tiếng chuông thì thấy con chó bộ phận của con chó bộ máy tiêu hóa của con chó làm việc giống như con chó đang ăn nói tóm lại thí nghiệm Pavlov đi đến một kết luận đối với một động vật có thể được tác động từ bên ngoài khiến cho động vật đó tiếp tục hoạt động khi những tác động đó vẫn tồn tại và cái hoạt động đó bên ngoài cái 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 nhận thức của động vật từ cái thí nghiệm Pavlov, à, cộng sản Việt Nam cũng như cộng sản tàu mang vào à, trong à, xã hội à, bằng hình thức à, loa phường, à, loa phường tối ngày à, cứ nói đi nói lại yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Bác Hồ, thì dù không yêu nhưng mà mỗi ngày nói nhiều lần và hàng năm ngày nào cũng nói, từ từ người dân thấy rằng xã hội chủ nghĩa không đáng ghét bác hồ cũng không đáng tệ lắm đó là cái lối tuyên truyền bóp méo của các chế độ cộng sản mà cộng sản việt nam và cộng sản tàu là hai thí dụ điển hình sống dưới cái thông tin tuyên truyền bóp méo đó người dân từ từ không thấy được không phân biệt được thế nào là bất công thế nào là công bằng không thấy được thế nào là chống lại cái quyền sống của con người và thế nào là cái 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 tương quan ờ, hữu hảo, cái tương quan ờ, ờ, thân thiết giữa con người với con người, cái lý do ờ, thứ thứ nhì trở lại với hoàn cảnh Trung Hoa thì rõ ràng do văn hóa khác nhau, ờ, cho nên người dân Hoa Lục và người dân Hồng Kông ờ, có những suy nghĩ khác nhau, có những phản ứng khác nhau, đó là lý do, rõ có sự mâu thuẫn, ờ, đôi khi ờ, ngấm ngầm đôi khi công khai giữa người dân hoa lục và người dân hồng kông từ đó khi xảy ra những sự việc gọi là bất công tại hồng kông người dân hoa lục thường tỏ ra im lặng cũng tương tự như vậy giữa người hán và người duy ngô nhĩ trung cộng chẳng những không tìm cách hòa giải những khác biệt giữa người hán và người duy ngô nhĩ và trung cộng còn tìm cách làm cho sự khác biệt đó trở nên sâu sắc hơn bằng cách kín đáo tuyên truyền trong xã hội người hán rằng là giống duy ngô nhĩ toàn là những người khủng bố và từ đó người tàu gốc hán không thiện cảm gì với người duy ngô nhĩ và cũng từ đó người tàu gốc hán thường khi im lặng trước những khó khăn trước những bất công mà người duy ngô nhĩ phải gánh chịu. À, nói tóm lại thì à, sự việc à, người à, dân Trung Hoa à, thường khi à, im lặng trước trước bất công là à, do nhồi sọ và à, do tuyên truyền à, khuếch đại những à, mâu thuẫn giữa các sắc danh giữa người hám với người duy ngô dĩ giữa người dân à, Hoa Lục với à, người à, Uh, dân ở hồng kông uh, cái điều uh, kế nữa là uh, các chế độ cộng sản một lần nữa nhấn mạnh cộng sản tàu và cộng sản việt nam bao giờ cũng uh, tuyên truyền uh, bao giờ cũng nhắc tới chính trị là nhắc tới uh, thế lực thù địch những người nào uh, việt nam hay là uh, trung hoa làm chính trị nếu không phải là đảng viên chính trị nào ngoài hoạt động của đảng thì đều bị đảng cộng sản gọi là thế lực thù địch gọi là chính trị sôi thịt gọi là chính trị quấy nhiễu xã hội hoàn toàn cộng sản tàu cũng như cộng sản việt nam không hề cho người dân biết rằng có một loại chính trị cánh tay phải của cách mạng nhằm xây dựng một xã hội người hơn và công bằng hơn nói tóm lại đối với cộng sản làm chính trị nếu không phải là đảng cộng sản thì tất cả đều là hoạt động của thế lực thù địch, đều là à, những thế lực à, quấy phá xã hội, những cái tội phạm làm cho à, cái, cái 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 nền tảng ổn định của xã hội cộng sản à, bị phá vỡ. Mà ổn định đối với cộng sản là gì? ổn định đối với cộng sản là mọi người phải răm rắp tuân theo luật pháp của cộng sản, không phải là luật pháp của người dân. Răm rắp tuân theo luật pháp của cộng sản và nhìn cái sự việc toàn xã hội răm rắp. À, tuân theo luật pháp của giới thống trị người cộng sản gọi đó là à, xã hội ổn định nhưng dưới con mắt nhân bản đó là một xã hội chuồng bò những cái những cái động vật trong trong chuồng đó sở dĩ giữ được ổn định là dưới sự canh chừng cứng rắn của à. roi vọt à, và cộng sản à, luôn luôn giáo dục người dân chính trị là tệ hại và và đó là lý do tất cả những gì dính dáng tới chính trị, người dân thường uh, ngoảnh mặt uh, nhìn đi nơi khác và dĩ nhiên những gì uh, trà đập nhân quyền, những gì phản dân chủ uh, đều bị Cộng sản Việt Nam gắn ghép đó là những hiện tượng chính trị và những hiện tượng đó người dân cần xa lánh, người dân cần uh, giữ im lặng, chớ có can thiệp vào để đòi hỏi công bằng và lẽ phải, bởi vì can thiệp vào những hoạt động chính trị đòi hỏi dân chủ nhân quyền chính là hoạt động của thế lực thù địch và đó là đối tượng để nguồn máy công an nhà tù của cộng sản việt nam làm việc câu hỏi đặt ra là rõ ràng qua nhiều lý do khác nhau như đã trình bày thì người trung quốc đa số tuyệt đa số người trung quốc ngày nay đều im lặng trước bất công chữ bất công này phải hiểu theo cái, 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 lấy cái quyền làm người làm chuẩn con người phải được hưởng những quyền một hai ba bốn chừng nào không có lý do uh, Chánh đáng những cái quyền một hai ba bốn đó của con người bị bị đạp bỏ gọi là bật công bây giờ làm thế nào chuyển đổi từ con người vô cảm con người im lặng trước bất công trở thành một con người bình thường một con người uh, sống trong xã hội loài người biết quan tâm tới những người chung quanh Biết quan tâm tới tương lai của xã hội Điều đó đặt ra Vấn đề giáo dục xã hội Người ta không thể nào à, Qua một vài lời khuyên Người ta cũng không thể nào à, Qua một vài bài giảng thuyết Mà một xã hội à, Thủ động Trước bất công trở thành một xã hội Người tỉnh táo Muốn đi từ một xã hội à, Nằm bẹp dưới mọi bất công Trở thành một xã hội linh động Bảo vệ, bảo vệ quyền sống của con người không gì khác hơn là giáo dục giáo dục ở đây có uh, hai hình thái giáo dục giáo dục học đường và giáo dục xã hội giáo dục học đường là đưa ký niệm đời sống của con người vào bài học từ những uh, lớp uh, sơ cấp cho đến uh, trung cấp cho đến cao cấp uh, trong khi đó giáo dục xã hội là giáo dục thông qua À, phim ảnh, à, sách báo, à, ca nhạc nhằm khuyến khích con người, nhằm giúp cho con người um, giác ngộ, trước cái gọi là quyền à, làm người. Tuy nhiên, căn bản nhất vẫn là giáo dục học đường. Giáo dục học đường là à, cái công cụ à, giúp cho xã hội có được nhân sự để xây dựng xã hội. À, muốn xây dựng một xã hội dân chủ nhân quyền thì phải có nhân sự có ý thức về dân chủ nhân quyền và muốn có nhân sự có ý thức về dân chủ nhân quyền ý niệm về dân chủ nhân quyền nội dung dân chủ nhân quyền phương pháp sống của dân chủ nhân quyền phải được tôi luyện phải được giáo dục và đào tạo trong học đường từng bước một từ lớp sơ cấp lên tới cao cấp lên tới hậu đại học từ đó xã hội mới có đủ nhân sự cung cấp cho À, công việc xây dựng một xã hội à, công bằng, một xã hội người, một xã hội à, hạnh phúc hơn mà à, trong đó người ta thấy con người không còn à, giữ im lặng trước mọi bất công xã hội và đây là một vấn đề à, cách mạng xã hội. Kính thưa quý khán thính giả, nói như vậy để thấy rằng à, khi muốn thay đổi một đời sống của một xã hội, nhất là một xã hội sống lâu năm bị nhồi sọ quá nhiều năm dưới chế độ cộng sản thì muốn thay đổi cái gương mặt xã hội đó vấn đề tiên quyết là vấn đề giáo dục cho nên người nào làm chính trị nhưng không có ý niệm về giáo dục không có tư tưởng về triết học giáo dục người đó chỉ làm chính trị theo kiểu sôi thịt con người làm chính trị cách mạng phải là phải là con người hiểu biết một cách sâu sắc đầy đủ giáo dục như thế nào để một xã hội có đủ nhân sự xây dựng một xã hội uh, dân chủ nhân quyền và xã hội dân chủ nhân quyền mới là một xã hội uh, ổn định thực sự một xã hội ổn định tự nguyện một xã hội ổn định do bản chất của người dân đã được trang bị uh, những hiểu biết đầy đủ về quyền sống của con người và quyền sống của những người chung quanh với, uh, với căn bản là tự do của một người uh, bị giới hạn bởi tự do của những người chung quanh. Nhớ rằng đấu tranh cho tự do, nhưng đừng hiểu rằng, đừng hiểu tự do có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Mà phải hiểu rằng tự do của một người được giới hạn bởi tự do của những người chung quanh. Từ đó chúng ta mới có được một xã hội ổn định. Kính thưa quý khán thính giả, đề tài bình luận thời sự số 3 tới đây là chấm dứt. Xin quý khán thính giả bấm subscribe để chúng tôi có dịp trở lại với quý khán thính giả vào các chương trình chiếu hình kế tiếp trân trọng kính chào quý khán thính giả